gặp ta những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến gia đình gia đình. Cùng
chốn địa đàng, là bờ vai hiên ngang đứng giữa mây ngàn, là vòng tay bao la cùng cha ôm lấy mẹ của con, là bình minh lung linh thắp sáng bầu trời. Dù ngày mai bao nhiêu sóng gió cuộc đời, dù là khi chơi vơi sẽ mỉm cười. Cho nó cái bụng, thế rồi vịt nâu lên bờ vơi
một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa của quý vị để cùng cầu chúc bình an, sức khỏe
trí tuệ và niềm vui dành cho hai con. Vô cùng tuyệt vời ạ. Bước sau một cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc và viên mãn thì anh Trần Tường và chị Nhật Lệ đã vô cùng cảm thấy hạnh phúc khi được chào đón cặp song sinh đầu tiên ngày hôm nay chính thức được tròn 1 tháng tuổi. Xin giới thiệu với toàn thể quý vị, hai chàng trai khôn ngô tuấn tú của anh chị đang được bế ẵm trên tay, đó chính là em bé Minh Đăng và em bé Minh Đông. Hai cái tên này khi nói lên, chúng ta cũng có thể hiểu được ngụ ý của cha mẹ mong muốn đặt tên con mình như vậy, là hy vọng các con sẽ luôn luôn thông minh, mạnh mẽ, trí tuệ rạng ngời và có một tương lai thật sự bình an, may mắn và hạnh phúc. Và có lẽ rằng ngay lúc này, khi được chào đón thật nhiều sự quan tâm và yêu thương đến từ gia đình nội ngoại đôi bên, đến từ tất cả quý vị trở về để cùng cầu chúc cho hai con được bình an, sức khỏe, thì anh Trần Tường và chị Nhật Lệ cùng với Minh Đăng và Minh Đông xin được cúi chào lại gia đình thân yêu của chúng ta, thay cho lời cảm ơn đến từ tấm lòng của gia đình. Xin mời vỗ tay thật lớn để đón nhận ạ. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và có lẽ rằng ngay lúc này thì cha của em bé sẽ cùng có một vài lời chia sẻ trong giây phút vô cùng trọng đại này. Có lẽ rằng anh chị đã yêu thương nhau nhiều đến như vậy rồi và đã dành cho nhau một cuộc sống thật sự trọn vẹn như vậy. Nhưng mà để mái ấm gia đình của chúng ta có thêm nhiều niềm vui hơn, có thêm nhiều tiếng cười hơn và sự gắn kết của cha mẹ sẽ cùng với các con mình xây dựng lên một tổ ấm hạnh phúc, thì đó là một điều mà anh chị đã dày công vun đắp và hy vọng cho tới ngày hôm nay. Và bởi vì anh đang bế ẵm trên tay của mình thiên thần, chính vì vậy bây giờ em sẽ hỗ trợ anh phần micro và anh sẽ chia sẻ một đôi lời đủ để bày tỏ tình cảm của anh tới tất cả hai bên nội ngoại và các quý vị quan khách ngày hôm nay ạ. Em xin mời anh. Vâng, lời đầu tiên thì rất là cảm ơn hai bên gia đình nội ngoại, ông bà, rồi là bạn bè, rồi là hàng xóm. Đấy. Cũng rất là xúc động khi đón tiếp mọi người ngày hôm nay, để được có hai thiên thần bé nhỏ này thì là vợ chồng mình cũng thực sự là phấn đấu và cũng rất là cố gắng, cũng được cái nhờ phúc được của tổ tiên, nhờ phúc được của gia tiên tiên tổ và được bề trên thần linh soi xét này mà dẫn dắt mang đến cho hai thiên thần này, đó cũng là một cái điều rất là hạnh phúc. Và đón nhận đến bây giờ thì thực tế là quá là xúc động rồi và chẳng biết nói lời gì hơn. Đó là lời chúc cho ông bà, cô dì, chú bác, nội ngoại hai bên và toàn thể anh em bạn bè hôm nay có mặt ở đây, những lời chúc tốt đẹp nhất. Và nhất là hai cháu thì cũng mong muốn, gia đình mong muốn là hai cháu là hai anh cháu lớn mạnh khỏe thông minh và sẽ nối nghiệp được cái truyền thống của gia đình. Cảm ơn. Vâng ạ, đó chính là những tâm tư tình cảm vô cùng chân thành đến từ trái tim của một người cha, đến từ trái tim của một người thân trong gia đình chúng ta mong muốn ngày hôm nay được chia sẻ với quý vị. Và có lẽ rằng thay lời cho tất cả mọi người đang hiện diện tại đây, không chỉ là bố mẹ đang cảm thấy hạnh phúc mà cả ông bà, tất cả mọi người đều cảm thấy hạnh phúc và vui mừng khi gia đình của anh chị đã có được những thiên thần vô cùng đáng yêu như thế này. Và trải qua những ngày tháng mang bầu với rất nhiều khó khăn thì chị cũng đã mẹ tròn con vuông, và ngày hôm nay thì chị cũng đã có mặt tại đây để chứng kiến những đổi thay của hai em bé từ ngày mới ra đời cho tới hôm nay đã được tròn 1 tháng. Và chắc hẳn chị và anh là người cảm thấy hạnh phúc nhất
khi luôn luôn có sự đồng hành đến từ ông bà nội ngoại, luôn luôn có sự hậu thuẫn đến từ tất cả những người thân yêu trong gia đình. Và để có được một cuộc sống viên mãn, một tương lai thật sự rạng ngời thì một lần nữa đại gia đình của em bé Minh Đăng và Minh Đông xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới tất cả quý vị trong ngày vui hôm nay. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn thay cho lời cầu chúc hai em bé sẽ có một tương lai thật sự trọn vẹn. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và có lẽ ngay bây giờ thì xin được mời những món quà đặc biệt trong ngày hôm nay sẽ trở lại sân khấu để dành tặng cho hai chàng hoàng tử của chúng ta. Xin được giới thiệu ông nội của em. Khát khao đoàn nào tay trong tay chào ánh dương hạnh phúc, trái
trái đất dành tương lai cho em, dành sắc biết trôi non, nắng mai hồng nụ hoa dân hương cùng cơm ngon áo lành. Trên cành hòa với tiếng chim ca, một bài hát thiết tha dâng đời, hẹn như lấy này con dấu yêu tình thương của mẹ, tâm lòng của cha mong con lớn khôn từng ngày. Bầu trời bao la ánh dương rạng ngời, một đời thanh thản hân hoan đón chào. Và con hãy bước lên bằng đôi chân của chính con. Đường đời gian nan khó khăn đang chờ, một lòng vững tin bước chân vào đời. Và trên môi luôn nở nụ cười nhé con. Biển trời bao la mênh mông gió ngàn, còn mãi là ánh sáng chứa chan, còn mãi là tình yêu ban mai, còn mãi là hạnh phúc của cha mẹ. Sinh ra đời bầu trời bừng sáng lên, từng giọt sương long lanh trên cành.